Nguyên nhân gì gây tụt huyết áp? Hoàng Sơn xin chào bà con. Có rất là nhiều nguyên nhân để gây tụt huyết áp hay gọi là hạ huyết áp ha. Thì đây là một số nguyên nhân để cho bà con mình tham khảo. Thứ nhất là mình bị mất nước. Ví dụ giống như mình làm việc nhiều nè, uống không đủ nước thì ra mồ hôi nhiều, chúng ta sẽ bị tụt huyết áp ha. Cái điều này thì chúng ta nên cung cấp nước ha, nếu mà cảm thấy khát nước. Hoặc là chúng ta bị tiêu chảy, đổ mồ hôi, nó cũng gây ra bị thiếu nước. Và tim chúng ta bơm không đủ mạnh. Ví dụ có một số trường hợp là chúng ta bị bệnh về tim đó, hoặc là bị hở van tim mà máu chúng ta bơm không có đủ máu lên cho cơ thể hoặc là lên não, thì chúng ta cũng bị hạ huyết áp. Những bệnh này thì khá là nguy hiểm, nên là bà con mình nên kiểm tra sức khỏe ha, để biết cái nguyên nhân chính của hạ huyết áp. Và trường hợp là mang thai, phụ nữ mang thai cũng hay bị hạ huyết áp. Và thường thì phụ nữ huyết áp hay thấp hơn là của nam giới ha. Bệnh tiểu đường hoặc là bệnh huyết áp thấp, khi mà chúng ta bị tụt đường huyết á, thì chúng có thể là bị hạ huyết áp cả nhà ha. Rồi bị say nắng hoặc sốc nhiệt, tức là cơ thể chúng ta mà bị quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể bị tụt huyết áp, nên chúng ta nhớ giữ thân nhiệt mình ổn định. Và một số trường hợp giống như là chúng ta sử dụng thuốc mà không có toa của bác sĩ, hoặc những thuốc theo toa của bác sĩ cũng có thể gây hạ huyết áp, nên chúng ta phải sử dụng thuốc thì chúng ta phải hiểu được cái sức khỏe của mình nha, phải kỹ lưỡng khi sử dụng thuốc. Và một số trường hợp có thể bị tụt huyết áp đột ngột, ví dụ giống như do mất máu quá nhiều, cái cơ thể chúng ta bị mất máu nó sẽ bị tụt huyết áp, giống như bị tai nạn. Và cơ thể bị nhiệt độ quá thấp quá cao, như lúc nãy Hoàng Sơn nói, giống như chúng ta bị sốc nhiệt, thì chúng ta nên cho cơ thể mình cái nhiệt độ nó phù hợp với cơ thể nha, đừng có quá chịu lạnh quá chịu nóng. Hoặc là những bệnh do tim gây ra, hoặc là bị nhiễm trùng máu, rất là nhiều vấn đề, giống như là chúng ta bị sốc rượu, sốc bia, hoặc là sốc phản vệ. Rồi Hoàng Sơn chia sẻ vài thông tin cùng bà con, nên là có rất là nhiều nguyên nhân gây hạ huyết áp. Bà con mình nhớ kiểm tra sức khỏe mình nếu cảm thấy bất thường, và chúng ta phải hiểu được chúng ta đang bị là huyết áp thấp hay huyết áp cao, tại hai bệnh này trái ngược nhau, nên là chúng ta không thể nào sử dụng thuốc này mà cho bệnh kia, cực kỳ nguy hiểm cả nhà ha. Ở nhà mình có thể đăng ký thêm thông tin trên sức khỏe 60 giây để mình xem thêm về huyết áp, đường huyết và các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó chúng ta có thể xem cách để sử dụng thiết bị y tế tại nhà một cách đơn giản, hiệu quả và có cái độ bền lâu. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.